diễn viên khi mà hoài như là liên kết với mình, kết nối với mình thì nhờ là có bạn Hoàng Khôi đạo diễn làm như một người em nghề trước đó của mình rồi, thì hôm đầu mình thấy bạn là tính là một livestream bán hàng thôi, thì mình thấy nghĩa là ô nhưng mà khi mà mình làm việc với bạn mình có thấy là đứa em này đáng quý quá. Tại vì trước khi mình đi quay phim, mình có đi một chương trình thiện nguyện chung với lại bạn được tham thoại là xe cầu. Rồi sau đó khi mà vô làm việc đó, thấy bạn làm việc rất là kỹ càng, từng khâu là kịch bản rồi lên là đại diện trước với từng diễn viên, đọc trước từng diễn viên, và các và bạn phải rất là chịu lắng nghe bởi vì xung quanh đó là kia là chú Văn Minh nè, Tổ Kim Xuân nè, Lý Duyên nè, góp ý cho những ý kiến rất là hay, là bà mình cảm rất là thoại là chịu lắng nghe, tiếp thu vô những cái lời tôi chú nói, thì mình thấy là ô tinh thần bạn này làm nghề đàng hoàng chinh chu, cái điều làm cho mình thấy thương bạn hơn. Và khi mà trong quá trình cái ngày mà đi quay chung với nhau thì mình lại càng thấy điều đó rõ hơn. Bằng chứng là Thoại kêu mình là không cần chuẩn bị một cái gì hết, từ đồ hiện đại cho tới đồ xuyên không, và kể cả đồ đi họp báo. Đây, là bộ đồ này là cũng là Thoại đưa luôn, tất cả các khâu. Cho nên là mình thấy là bạn chỉnh chu từng chút một gì đó đi. Coi như quay mình cũng giác cái người mình lên mình quay rồi, không cần chuẩn bị hết. Thoại muốn là Thoại tự làm từng khâu. Và mình cảm thấy là sau đó bạn trong như là trong cái đợt lũ vừa rồi thì bạn cái đấy là có tinh thần mình đi giúp người miền Bắc, ngoài Bắc á, thì mình lại thấy thương hơn, mình thấy thương hơn, và mình có một cái niềm tin là khi phim còn ra thì chắc chắn là bộ phim đầu tay mà sẽ có những cái mà thiếu sót, cần phải có của một người diễn viên chuyên nghiệp là mở Thoại. Nhưng đằng tin là khán giả sẽ mở lòng hơn của Thoại vì những việc làm trước đó của Thoại đã dành cho Việt Nam mình, thì mình nghĩ là mọi người sẽ đón nhận phim chuyển mở rất là lon hả? Thu cúc minh lon ở gì? Thu Diễm. Rồi thì những cái tên đó thì tự nhiên mình có thêm cái tên đó mình cảm thấy như thế nào? Thật ra là cái tên đó là một tên của một nhân vật mà Đằng đã diễn ở sân khấu kịch thi trẻ, đó là Hồng Mai Cô Đào Hát. Thì vai diễn của Đằng là tên là Thu Cúc, thì vai diễn đó cũng được mọi người yêu quý đón nhận, cho nên là khi mình rap vô chú cậu ba đó, mọi người kêu mày cũng phải có cái tên đi Đằng, cái mình mới nhớ là mọi người cũng thích mình ra Thu Cúc mà trộm vía đi, cái tên đó chắc là hợp với mình nên là mình lấy Thu Cúc luôn. Còn Bích Lon thì mình không biết là có từ khi nào, còn Thu Diễm thì mình biết là từ tập 2001 đêm. Vậy thì cái bộ ba Thu Diễm, Bích Lon, Thu Cúc đó thì đã đại náo rất là khuấy động. Trời ơi, thật sự luôn mọi người, cái ngày hôm bữa đi quay đó, quay nguyên ngày thật sự không mệt, tại vì anh em đã quen cường độ làm việc đó rồi. Mệt đúng một chuyện thôi là chạy social với anh Lâm. Anh Lâm lên content là ở đây phát với Đằng cũng phải lên content, phải chạy đua social, rất là mệt luôn. Anh Lâm anh hay thiệt á, lúc mà quay á, tập trung vô quay, buông điện thoại, buông đi ra xét quay một cái là cầm điện thoại lên nè, là lướt, một là lướt TikTok, rồi hai là ê quay giùm anh cái này, quay giùm anh này, post bài lên này nọ. Mà anh ngộ, anh hay cái gì nè, anh chỉ máy quay vô mình, rồi Đằng sao em, sao vụ này, sao nè, anh nói vài câu, rồi ok em, rồi post lên. Anh không chỉnh sửa gì hết, chỉ vô làm mịn da, rồi hết rồi đó. Vô làm mịn đúng mịn da rồi xong post bài, bởi nhiều khi quay chung ảnh, mình phải kiểm soát, nhiều khi mình nói bậy, nói bà, anh đâu có coi lại đâu, anh đâu có cắt. Nên là anh có nhiều anh post hết trơn, anh hay chỗ đó đó. Nhưng mà cái độ áp lực của mình với lại một cái người đẻ content hàng giờ như thế nào? Tôi thua Thu Diễm. Thật sự Diễm có một cái năng lượng quá dễ sợ mà bản thân mình phải học hỏi theo. Thì sắp tới là ba anh em cũng mong là sẽ có nhiều cái dự án được làm chung với nhau, để mình cùng học hỏi cái năng lượng đó, để mình sẽ tạo ra thêm được nhiều cái thú vị, cái vui hơn nữa cho quý khán giả. Thì cũng có le lói, Đằng với Phát cũng có le lói là Phát, bản thân Phát cũng có, nhưng mà thôi sợ nó trước bước hôm qua thôi, gì tới nó tới đi. Vậy thì Thu Cúc với Bích Lon. Trời ơi sợ gì, thử mời đi, trời ơi đảm bảo hoành hơn vậy. Ủa,